Bây giờ các bạn hãy quên những dụng cụ vặn vít bằng tay đơn giản hay những sản phẩm về điện lằng nhằng mà chúng ta không thể nào làm gì được. Nếu không có điện, phải mang vác cồng kềnh với những công việc ở trên cao, ở xa khó có thể đem theo được. Vậy nên hôm nay Điện Máy Quyết Trang sẽ giới thiệu cho các bác sản phẩm máy khoan bin chuyên vít không chổi than Makita 88V. Máy dùng motor ruột đồng 100%, các bác bảo hành luôn cho bác về cái phần motor này như này. Bộ sản phẩm bao gồm có một vỏ hộp, một thân máy, hai pin 10 theo chuẩn các bác nhé, và một sạc. Máy có trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn, dễ dàng khi điều khiển và linh hoạt trong công việc, tạo hiệu quả cao nhất cho công việc của các bác. Máy vặn vít động lực dùng pin Makita 88V còn tích hợp hệ thống bảo vệ pin điện tử, có khả năng bảo vệ pin khỏi tình trạng quá tải, quá nhiệt và xả cạn hoàn toàn, cho các yên tâm sử dụng. Báng cầm được thiết kế chống trượt, vừa tạo cảm giác êm ái khi cầm, vừa giúp thao tác điều khiển dễ dàng, linh hoạt, an toàn hơn. Đèn chiếu sáng tích hợp luôn trên phần thân máy, giúp các bạn làm việc ở những vùng thiếu sáng một cách dễ dàng. Công tắc đảo chiều nằm trên phần thân máy gần tay cầm này các bạn. Máy có 3 chế độ, từ chậm đến nhanh tùy mục đích sử dụng của các bác nhé. Chậm này, nhanh dần này, nhanh nhất này. Và chúng ta cũng có thể điều khiển được ở ngay phần cò tay cầm, nhanh hay chậm các bác nhé. Hệ thống báo pin cũng được hiển thị ngay trên phần thân máy, giúp các bác dễ dàng nhận biết khi máy sắp hết pin để sạc các bác nhé. Bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho các bác và các bác được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Bác nào có nhu cầu mua sản phẩm máy khoan chuyên vít Makita 88V ở bên em thì comment để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn cụ thể.